trùng quan kết sao không nhìn.
sức khỏe. Bắt. Thủ nhân. Gì? Cẩn thận nha con. Quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Hiếu Nhi cứu mẹ. Mời mấy cái ông thần tướng này lên. Mời này, Hoàng này, Hải và mời tất cả các mời bạn lên luôn hết. Hả? Mời mấy ông lên đây. Đứng xếp hàng ngang đó coi. Ông nào bị chặt đuôi á lên đây. Lên hết cho tôi. Đứng xếp hàng ngang đó, đứng im đó. Cái ông bị chặt đuôi qua đây đứng, qua đây đứng. Ừ, ông qua đây đó, đứng. Đó. Ông qua đây đứng, ông đi qua bên cái phe hiền làm cái gì? Rồi chị Hằng, đứng lên chị Hằng. Làm cho cố à. Quá đi rồi đó. Anh đừng răng à. Ừ. Anh thua nó không nít là sao? Chặt đuôi là phải lắm rồi. Nó vừa cái tật. Dạ. Rồi, đi xuống đây. Đúng rồi, Quang Hải, Vũ Đăng Chuông Gió và Thảo nữa. Thảo ơi Thảo. Trời ơi, hôm nay em hỗ trợ cho bé và nói là trời ơi tuyệt vời lắm luôn á. Mà cái này là phải nói luôn, nói trước ban giám khảo luôn. Chúng ta nghe bé Nhi hát hơi khan tiếng đúng không ạ? Là bởi vì với cái bộ môn tuồng cổ này á, là phải vũ đạo rất là nhiều, rất là mệt luôn. Tại Nghĩa đã từng diễn những cái vai diễn mà cần phải có vũ đạo như thế này. Chỉ có chút xíu thôi là đứng thở không nổi, nói không được, đừng nói chi là hát. Huống chi trong những ngày vừa qua là tập luyện rất là nhiều phải không Thảo? Bé cũng đang bệnh nữa đó. Đó, cho nên là con khan tiếng là cái chuyện hết sức là bình thường nha mấy cô. Dạ, dạ, nói trước để mới công hơn mấy cô thôi. Nói con khan tiếng, con hát không có tốt, tội nghiệp con. Một lần nữa cảm ơn Lê Thanh Thảo. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Khen nhất là Bình Tinh, là huấn luyện viên đã hiểu và đo ni đóng giày cho thí sinh của mình. Là em đã biết cái yếu điểm nào của thí sinh mình. Là Tuyết Nhi nó ca cái hơi cũng hạn chế, chứ không có phải là một cái hơi giọng ca mà sáng. Cho nên là đã tìm đủ mọi cách. Em đã mạo hiểm, em đã dàn dựng một cái tiết mục này. Tuy rằng đối với tuổi của Tuyết Nhi rất là nhỏ, nhưng mà con đã thể hiện, con đã làm cực lực hết mình của con. Khả năng con có bao nhiêu, con vung ra hết bấy nhiêu. Và cô cũng cảm ơn con đã thể hiện được cái nhân vật và cái vai này, một cái tiết mục rất là tuyệt vời. Cái người diễn viên đó con, cần có thanh, có sắc, và con còn có thêm hình thể nữa. Thì cô của con đã biết nhấn vô cái điểm nào cho con. Và hôm nay cái điểm sáng nhất là lấy được cái tình cảm nào để cứu đi cứu mẹ, là lấy được cái tình cảm đã vậy còn cho khán giả thấy được cái vũ đạo của con nữa, hoàn toàn thuyết phục để con được bước tiếp. Tất cả những gì cô muốn nói thì là cô Thanh Hằng và cô Việt Hương cũng rất là đồng cảm với cô về những cái nhận xét cho tiết mục của con. Và cô mong là con luôn giữ sức khỏe nè, bởi vì đi cái con đường này là các con phải cần thể lực rất là nhiều. Chú Đại Nghĩa nói con bệnh thì cô mới cảm thông được con hơn, bởi vì khúc đầu khi mà hát á, phần hát đầu tiên của con vô là những cái nút cao nó bị chinh xuống một nửa cung hết, bởi vì do con mệt quá. Rồi sau đó cô sợ là sao mà bắt cái tông cao quá đi ha. Nhưng mà sau đó là những cái nốt thấp của con cũng gần như mất đi, là bởi vì cái âm vực của cái hồ quảng rất là rộng. Cho nên cô mong là tụi con nếu đam mê, tập thật là kỹ thể lực của mình để hát tốt, để múa tốt hơn ha. Đây là tiết mục đối với cái khả năng của con, quá tốt rồi. Chúc mừng con về. Oh, 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 oh
Thưa quý vị, đó là cô bé rừng xanh Thanh Tuyền và vũ đoàn Lady Pop. Con đi đâu? Con chạy vô con lấy cái mắt kiến. Ủa chi vậy? Tự nhiên lấy mắt kiến chi? Cô dặn con phải đi lấy cái mắt kiến đeo vô. Ủa lấy mắt kiến đeo vô mới nói chuyện được hả? Con có một bài hát tặng cho ban giám khảo. À, có quà khuyến mãi phải không? Rồi mời con chạy vô lẹ lên. Trời ơi, thì cái cô nàng này á, bây giờ bà ra bà không cần làm cái gì hết trơn, bà đứng bà lắc cái bụng, bà xả tóc thôi là thấy cưng rồi. Rồi, giờ mình coi món quà khuyến mãi mà bé Thanh Tuyền dành tặng cho chúng ta là cái gì nha. Xin mời. Con xin chào ban giám khảo. Chào con. Bài của con tên là Cô Bé Gừng Xanh. Hôm nay con sẽ khóa hành Cô Bé Gừng Xanh hiện đại. Con sẽ có một bài hát tặng cho ban giám khảo mang tên gọi là Taxi. Trời ơi. Taxi đi vòng quanh thế giới. Ok, xin mời anh lên xe. Ý, hết xăng. Anh xuống xe. Ô hay, anh này đi nhanh ghê. Dạ, con xin hết. Trời ơi. Rồi, cảm ơn con. Đến đây. Con ơi con, cái bài hát vừa rồi là ở đâu vậy? Dạ, con tự biết. Con tự biết hả? Dạ. À, bài hát đó là làm sao? Dạ con hát đại, con thấy nó hay hay, con tặng cho ban giám khảo. Trời ơi. Đúng rồi. Người ta thấy hay thì người ta hát thôi. Bày đặt, hỏi ý nghĩa làm gì bị quê. Tuyền ơi, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 4 tuổi. Ai mà 4 tuổi biết lái taxi? 4 vậy tuổi con tập lái taxi. À, tập lái taxi luôn hả? Một ngày bao tô cơm để mình nuôi cái bụng bự mình mới lắc được á. Ngày thì con ăn một tô, còn hai ngày thì con ăn hai tô. Ba ngày con ăn ba tô. Đó vậy đó. Trời, vậy mà cũng biết đến nữa thiệt. Thấy không? Ngày cô Hương cứ vậy mà tính lên đi, đừng hỏi con nữa. Tháng ăn 30 tô. Ok, cái phần biểu diễn vừa rồi của con cho thấy là sở trường chính của bé Tuyền là múa bụng belly dance ha. Nhưng mà những phần còn lại thì con chưa có được. Bởi vì sao? Cái thứ nhất là nhịp trong người của con là chưa có, phải tập kỹ thật là kỹ lại nè. Cái thứ hai nữa đó là mình phải học thêm là khi mình múa đó, lúc mà các chú bưng mình lên hay như thế nào, mình phải biết gồng kiểm soát cái cơ thể của mình để mình up là lên. Rồi sau đó là cái gương mặt mình phải biểu diễn làm sao cho phù hợp với cái bài nữa nè. Nhưng cái cô thích ở đây là chú Quốc Đại vẫn muốn thử thách con và con vẫn muốn học những cái mới, đó là không phải lúc nào leo lên sân khấu cũng belly dance không, mà phải học, phải làm những cái mới mới nữa. Tuy nhiên nếu mình làm chưa được hoàn thiện thì mình sẽ về mình học thêm nha con nha. Cô Đoan Trang nói hoàn toàn đúng về kỹ thuật, nhưng mà đối với cô Việt Hương thì cô lại chấm con ở cái bảng là tài năng nhí. Thì con mới 4 tuổi đâu có định hình được gì, đúng không? 4 tuổi mà làm như vậy đã quá khả năng của một đứa bé. Và con vừa hát, vừa múa, vừa trả lời, rồi còn phải lái taxi đưa ban giám khảo đi chăm bề lo toan bộn bề cuộc sống. Trời ơi, thật là khổ quá đi. Cho nên là 4 tuổi như vậy đối với cô Hương đó là một cái tài năng rồi. À, cảm ơn cô Hương đi. Cảm ơn cô. Rồi, chúc mừng con nha. Chạy lại với thầy giáo của mình cái đi nè. Đáng yêu quá trời luôn nè. Với cô giáo của mình nè. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cô bé Ngọc Dầu đến từ lớp nhạc nhẹ của ca sĩ Chí Thiện. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón bé Ngọc Dầu. Mưa đã sẽ tươi đời.
ngát tiếng cười, thấp thoáng bóng người ngoài đám gật lời. Thấy tiếng ngát cười làm gió sớm đến mời, Nghĩ ơi đàn đi. Cánh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng, có tiếng ngát trong từ đám lướt lướt về, thoáng thấy tiếng đàn và thoáng có tiếng cười đàn ta hòa vang. Oh Mary, tơ duyên. Oh Mary, khúc ca triền miên. Con ơi, con hát cái bài này xong con thấy có mê ly không? Dạ con rất là vui. À, câu trả lời liên quan. Chú Nghĩa hỏi con có mê ly không? Dạ con rất là vui. Có nghĩa là con thích đúng không? Dạ. Thiện ơi, dạ. Em chọn cái bíp này cho em nó vừa phải. Chị nghĩ là nếu mà chọn một cái hòa âm khác thì cháu nó sẽ khó hơn. Dạ, với cái bíp nó nhanh hơn. Dạ, đúng rồi, nãy nó trước nhanh khi hơn, hát á, chị có nói với Trang là chết rồi. Bài này cho đứa nhỏ. Tôi nhép miệng mà tôi còn véo véo lưỡi nuốt luôn. Nhưng mà cái bài này em lại chọn cái hòa âm này rất là khéo. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, có những người thầy giáo như vậy canh được và biết con mình ở cái mức nào. Với thắc mắc nhỏ, ai suối con đeo đâu bông tai vậy con? Dạ thầy Thiện. À, dạ thầy dạ. Bớt lại nha thầy. Dạ thầy đi hôm chặt. nay thầy đơn giản rồi thì thầy dồn hết tất cả những cái đó cho con đó. Chỉ có hai nét, một cái thật là khen, một cái thật là chê. Khen là thầy đã chọn một bài hòa âm rất là tốt, chê là làm lố chặt chém ban giám khảo ở trên này. Chị Hằng có công nhận em con bé đang bận bộ đồ sang không chị? Bộ đồ caro viền cái trắng đeo tới găng tay mà nó dài nó hợp lý, ngồi chiếc xích lô giống như là cô gái ngày xưa đó chị, đẩy ra bông phá hết trơn luôn à. Dạ, lỗi của em. Cái trang phục mình lên sân khấu nó quan trọng lắm con, nhiều khi nó tôn lên cả cái tiết mục trình diễn của mình thông qua cái trang phục biểu diễn, cho nên nhiều khi mình đơn giản chút xíu nó hay con ha. Cô rất là thích khi mà chú Thiện chọn ca khúc này trong cái đội của chú, bởi vì đây là những bài hát rất là hay mà biết cách làm sao để làm cho bài hát phù hợp với tụi con, nghe rất là hợp lý về tất cả mọi thứ. Còn riêng giọng hát của con á, bài này không chênh phô một nốt nào, hát rất là chính xác ha, cho nên cô thấy nhìn chung là rất là tốt. Chúc mừng con và chú Thiện. Cảm ơn cô. Vừa rồi mấy cô chú góp ý con về trang phục một chút xíu. Thứ nhất là để cho mình cải thiện hơn ở những vòng sau. Cái thứ hai là thật ra các cô cũng muốn cho vui vui thôi, chứ không có ý gì hết nha con. Ừ, nhưng mà nói chứ vô trong con tháo bớt ra đi. Rất dễ thương. Chúc mừng con, vào trong nào.
đầu thật tuyệt vời. Vô Thảo Vy và hữu đoàn Lady Pop, cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị còn nhớ cô bé này không? Ở vòng chọn lớp với cái bài Daddy, cô bé đã được Huỳnh Mến chọn vào. Và lần này thì Huỳnh Mến đã đưa ra một cái bài học khó hơn rất là nhiều, khi mà kết hợp cả Bollywood, Samba và cả xoay gối. Với Bollywood thì con gái phải là vừa nhảy cho chắc nhịp, không bỏ rơi một cái nhịp lẻ, một cái nhịp tà nào hết ha, chưa kể là tay cong chân ký được gương mặt nữa. Còn Samba cũng vậy, những bước đi phải là thật là chuẩn xác. Và cả hai cái thể loại này kết hợp với nhau đòi hỏi cô bé của chúng ta phải có một cái nội lực thật là tốt để giữ được tiết tấu, giữ được nhiệt độ cho đến cuối bài. Và con làm rất tốt. Thảo Vy ơi, một tràng pháo tay nữa cho cô bé nhỏ của chúng ta. Nào, cô Việt Hương đã đứng lên cổ vũ cho con. Mời cô Hương. Con ơi, nói chung là sau khi phát sóng chương trình này lên, tất cả các bạn sẽ rất yêu thích cái hình ảnh này của con. Đặc biệt những hình ảnh từ đầu tới cuối cô Bình Mến cho vào đây á, nhân vật nào cũng hay, hợp lý. Tất cả những cái kỹ thuật chú Nghĩa đã nói hết rồi, 10 điểm rồi, đi vô. Dạ xin lỗi cô Việt Hương, bởi vì chú Nghĩa cũng không thể nào mà kiềm chế được mình, phải lên phải nói những cái lời khen tặng tán dương con thôi. Tại sao chị Hằng đứng lên? Tôi xin nói một cái thôi. Đứng lên chị Hằng. Cái nói một cái thôi. Xuất sắc. Dạ, vô luôn rồi xong. Dạ, mặc dù cô Thanh Hằng vẫn với cái phong cách của mẹ Cám, nhưng mà cái lời cô nói ra cứ như là nàng tắm vậy đó. Chị, cảm ơn cô Hằng. Lại lần nữa đây. Xuất sắc. Mời cô Đoan Trang. Con biểu diễn rất là tốt nè, từng cái cổ, từng cái đá chân, từng cái nhúng điểm chân, từng cái tạo dáng. Và cái tạo hình của con ngày hôm nay rất là đẹp, rất là ấn tượng. Cũng như là tinh thần múa của con, từ những cái động tác chậm qua những cái động tác tiết tấu nhanh, tất cả con làm rất là tốt, chúc mừng con. Cảm ơn cô Đoan Trang nha, chúc mừng con gái. Nào, về cảm ơn cô giáo mình đi. Quá tuyệt vời. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với lớp của cô giáo Bình Tinh. Quý vị có nhớ cô bé Kim Vàng không ạ? Ở tập trước cô bé đã mang đến rất nhiều cảm xúc trong một cái trích đoạn nói về tình mẫu tử, về một người mẹ bị tâm thần, và cô bé đã lấy được nước mắt của rất nhiều quý vị khán giả trong tiết mục đó. Lần này thì cô Bình Tinh lại đưa cho bé cũng một câu chuyện về tình cảm gia đình, nhưng mà lại là tình phụ tử. Mời quý vị cùng đón xem tiết mục này của bé Kim Vàng. Chiều sổ đây, vé số đây. Cô chú ơi, mua giùm con tẩy số đi cô chú. Đi cô chú. Dạ con cảm ơn cô. Cô chú ơi, mua giùm con tẩy cô chú. Chú mua giùm con tẩy chú. Cô mua giùm con tẩy cô. Vé số ơi, vé số đây, vé số chiều sổ đây. Cô ơi, mua giùm con đi cô. Chúa cây này. Bác ơi, mua giùm con tờ giấy số đây. Lơ bêu như gái. Giấy số, giấy số chiều sổ đây. Lan thanh vượt với chú ơi, đâu. Mua giùm con tờ giấy số đi chú. Không mua mày. Chú đẹp trai quá à. Mới nói cái gì? Chú đẹp trai quá à. Bên số hả con? Dạ. Đây. Trời đất ơi, trời ơi, coi nè.
bà bán vé số nào mới đưa cho nhỏ vé số, mà số này sao bán được con? 020202 sao trúng? À, đây 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 đây, số này được nè. 010101. Số này đẹp. Chú mua. Dạ con cảm ơn chú. Nhiêu tiền? Dạ 10. 15 ngàn được không? Dạ chú đưa con 10 thôi. Thôi cho mua 15 ngàn luôn. Dạ con cảm ơn chú. Ừ. Mai trên chú cây này leo bèo như gái. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Ông còn được 3 tờ rồi. Gán bán cho hết, tặng phụ tiền về cho ba. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Chú ơi mua một con tờ số đi chú. Gán. Dạ ba. Ra đây ba biểu. Ra đây. Dạ con. Con đi đâu đây? Dạ con đi qua nhà bạn chơi ba. Đi qua nhà bạn chơi? Dạ. Không phải là con nói với ba hôm nay là con đi học sao? Dạ con. Con. Dạ con. Con cái gì? Dạ. Vậy là con trốn học thiệt hết dạng? Dạ con không có đâu ba. Trời. Dạ ơi, con làm ba thất vọng quá dạng ơi. Con có biết ba không ngại nắng mưa gian khổ để lo cho các con ăn học. Còn mẹ con, mẹ con thì làm lụng cực khổ đến nỗi phải ngã bệnh trong bệnh viện kìa. Dạ con biết ba. Đi. Đi luôn thì đi luôn. Bà không muốn thấy mặt con nữa, đi đi. Ba ơi, ba đừng đuổi con. Mày đi đi, tao không muốn thấy mặt mày nữa. Đồ bất hiếu. Giang. Thiệt ra con trốn học là con đi bán vé số hả Vàng? Ba ơi, con thương ba lắm. Con không phải là đứa con hư đâu ba. Con biết mấy ngày này ba không có việc làm, phải chạy ra ngoài đường kiếm thêm tiền mua gạo về nấu cơm. Đã vậy mẹ con bệnh nằm liệt giường. Tối tối con thấy ba ăn bánh mì khô mà ba khóc. Con biết ba ngại ba nhịn đói nhường cơm cho con nuôi dạ. Ba thương con thì con phải biết thương ba. Ba nhịn đói làm sao con chịu nổi hả ba? Nên chưa con không đi học, con lén ba đi bán vé số. Trời ơi tin nè, còn bổn phận người cha khiến cho các con phải vướng lấy ưu phiền. Ba không muốn đời các con phải khổ, phải gánh cuộc mưu sinh trong gió mưa, trong gian khổ phong. Bằng tình thương chan chứa ba dành cho chúng con, ba muốn riêng mình chịu cảnh gian truân, chấp nhận hy sinh tất cả cho con khờ. Cùng ba
Dạ. Con gái, ba đánh con, con đau lắm không con? Dạ không. Dạ. Ba. Mình ơi, mình có nghe con dặn nó nói gì không nghe mình? Ba, con năn nỉ mà con quay lại quá, ba chôn đi ba như số của ba nha ba. Con nỉ ba con làm được mà. Vậy ba và con đi ba như số của ba. Ba, con cảm ơn ba, cảm ơn ba. Ôi, con gái, con gái. Chú chuyện gì vậy anh? Không có. Trời, con ơi con, chú năn nỉ con đó con. Con bán cho chú cái tờ giấy số 020202 hồi nãy mà chú trả lại cho con đó. Sổ rồi chú ơi. Trời đất ơi, chính vị số rồi chú mới mua đó. Sao chú? Trời ơi, cái tờ giấy số đó là tờ trúng độc đắc được con. Chú giỡn mà chú. Chú nói thiệt mà. Bán cho chú đi, bao nhiêu chú cũng mua hết đó con. Ba, 02, 02. Ở đây con có một tờ này ba. Có một tờ ba. Này giấy dọn lắm ba, coi giùm con ba. Ờ, cái này là giấy dọn cũ rồi. Cái này mới nè. Giấy dọn mới hả? Mới. Mở nghe. 02. 02. 02. À, ba. Trời ơi, trời ơi. Trúng độc đắc rồi con ơi. Trời ơi, trúng độc đắc rồi con ơi. Trời ơi, trúng độc đắc rồi con ơi. Về, về. Về liền, về liền. Về. Ôi, xin lỗi, xin lỗi. Ôi, chị nói gì mẹ biết. Anh ơi, nó nghe nè anh ơi. Không mấy. Không, không. Anh ơi, ơi. Chị anh tờ được không anh? Ba chú nghe, ba chú nghe. Ông mấy, trả lại tờ. Đi dò, đi dò. Sao vậy? Cho đi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu chuyện Tình Phụ Tử, tác giả Tô Thiên Kiều, Huỳnh Ngọc Trinh, với phần trình diễn của bé Kim Vàng và phần trợ diễn của nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và Trọng Nhân. Rồi, ơi con gái ơi, hôm nay lại làm mọi người xúc động nữa rồi với một câu chuyện về tình cha. Không biết ý kiến của các cô như thế nào, xin mời cô Thanh Hằng trước ạ. Cái tiết mục nó đã có sẵn cái sự cảm xúc rồi. Con có những cái nhịp nhàng mà cái về giọng cổ á, về cải lương nó rất là khó. Nhưng mà các con á, tuy rằng còn nhỏ mà các con đã chững chạc cái trường canh. Có những cái mà con có nhích chút xíu nhưng mà con biết được cái nhịp nó sẽ tới đó, nó sẽ xuống cái câu đó thì con lại kéo gịch lại chút xíu nữa để cho nó đúng cái nhịp. Tuy rằng con khóc nhưng mà con cũng ráng cố gắng con vô được cho câu giọng cổ. Có nhiều người vừa khóc mà ca không được, mà con khóc thì con ráng nén lại rồi con vô câu giọng cổ rất là tròn. Cái tiết mục rất là dễ thương. Cái phần kỹ thuật thì cô Thanh Hằng đã nói ha. Cô Việt Hương thì lại hơi lấn cấn về cái bản dựng chút xíu. Đối với cái một cái tài năng mà đến tuổi của tụi con mà hát được như vậy là cô đã quý rồi. Nhất là chọn là một cái ngành nghề rất là khó. Nhưng mà cái bản dựng này nó làm cho cô cảm giác nó bị trì và nó hơi cũ. Tại sao một cái đứa bé nó thơ ngay trong sáng như thế mà không lật mở ra trước thì chỉ là lấn cấn một chút xíu đối với cô Hương về bản dựng thôi. Còn bản thân con là cô Thanh Hằng đã nói về cái phần kỹ thuật rồi ha. Cho nên cô sẽ dành thêm thời gian nữa để cô ở cạnh các cô huấn luyện viên. Mình thảo luận với nhau đến khi mà đưa tụi con vô vòng chung kết thì tiết mục nào nó cũng tròn và phải và cái như miệng phải tròn xoe lên và thật là khó khăn để chọn tụi con ha. Hồi nãy bước vô là cô Hương cứ lấn cấn dù bán giấy số thì sao mà bán dài thế nhỉ, bán hết cho khán giả bao nhiêu đây thì mất hết thời gian của mọi người mà nó chì cái tiết tấu đi, chị thiếu tí đó thôi bình tĩnh. À, chị khúc khắc cái chỗ đó thôi chị. Đó là những lời ý kiến, những lời đóng góp từ cô Việt Hương dành cho mình. Nhưng mà cái này ấy, giống như là cô Hương đang góp ý cho cô giáo của con là cô Bình Tinh. Để lần sau mình dựng thì mình lưu ý những cái điều này làm cho tiết mục của mình nó hấp dẫn hơn con ha. Chứ còn riêng về phần con, như cô Thanh Hằng nói đó, con ca rất là tốt, không? Canh đúng nhịp nhàng, giọng trong trẻo mà diễn rất là cảm xúc nữa. Chúc mừng con gái với tiết mục này nha. Giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả, kính thưa quý vị, con người ta có thể đi khắp năm châu bốn bể suốt cuộc đời, nhưng những cảnh đẹp muôn hình vạn trạng, những cảnh nhộn nhịp hào nhoáng của chốn đất khách quê người cũng không thể níu giữ tấm lòng của người con xa quê, yêu quê, nhớ quê.
và niềm khát khao mong chờ một ngày không xa được trở về quê hương yêu dấu. Quê hương là cội nguồn im bóng kỷ niệm tuổi thơ, nâng niu bước chân con người trên đường đời, là chốn bình yên để con người tìm về sau những chuyến đi ngược xuôi bôn ba vất vả. Tự hào biết mấy khi được sinh ra trên mảnh đất Việt Nam, Tổ quốc thân yêu đất mẹ hiền yêu dấu. Chẳng thế mà thi sĩ Lan Sa đã từng thốt lên, có nơi đâu đẹp tuyệt vời như sông, như núi, như người Việt Nam. Còn nhà thơ Nguyễn Đình Thi thì viết: Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, cánh cò bay là rập rờn, mây mở trên đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Và nhạc sĩ Thanh Sơn trong ca khúc Quê hương ba miền cũng đã chắt lọc vô vàng lời hay ý đẹp để người ca vẻ đẹp non nước Việt Nam trải dài từ Bắc vào Nam. Với sự vân tĩnh giọng điệu vùng miền một cách rõ ràng, bài hát như muốn lý giải mối tương quan giữa điều kiện đất đai khí hậu với đặc điểm tính cách con người ở ba miền khác nhau. Miền Bắc có thiên nhiên trù phú thanh sơ, nên con người ở đây thường sang trọng, chỉnh chu. Miền Trung hát nhịp dư rồi, đã tạo cho con người nét đỉnh cấp, điềm đạm đầm thắm. Miền Nam có đất đai màu mỡ, nên con người ở đây thường cởi mở, hào phóng. Mở đầu bài hát là miền Bắc thân yêu, mảnh đất nằm ngay đầu chữ S của đất nước, nơi là thiên nhiên ưu ái băng tặng nhiều dây lăng thắng cảnh đẹp và bậc nhất Việt Nam. Vẻ đẹp non nước hiệu tình nơi đây còn khiến biết bao du khách trong và ngoài nước đắm say. Thiên nhiên đã ban tặng cho rừng châu thổ này
Thế thống sông đặt chẳng chịt, đất đai màu mỡ đầu lúa thẳng cánh cò bay. Và thành phố Sài Gòn qua lễ chính là tâm điểm của mặt đất ta tự hào này. Cái máy nói bây giờ thì Đại Nghĩa nhìn thấy giám khảo đang dòm bé bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô bé này nói bất chấp địa hình, nãy bưng bá trên cao đầu bài, bà nói mình đã sợ rồi, tội nghiệp mấy người vũ công đứng bên trong run lẩy bẩy, hai chân run rẩy, mồ hôi đổ ra như tắm, mà bà vẫn cứ nói hạ bà xuống, bà vẫn nói. Sau đó tôi thấy có một cái cô vũ công bưng bả lên trên cái bục, bà cũng nói cô Việt Hương là thua con luôn đó. Cô Hương là nổi tiếng là nói không ngưng nghỉ, nói không thở, mà cô Hương bây giờ là coi như là tuột máu não với con rồi. Tuần trước á, khi mà con thi xong á, là trong đầu của cô về là toàn là chú Sóc sang nhà chị hai đang ngồi cọ chậu, và sang nhà chị ba đang ngồi xe chị. Rồi còn hôm nay thì ước mong khát khao mong đợi một ngày được trở về quê hương yêu dấu. Trời ơi, sao mà giỏi dữ vậy? Cô biết là con là một cái cục ngọc rất là sáng trong cái đội của chú Quốc Đại, cho nên các cô chú cùng hợp tâm lại làm cho con một tiết mục rất là hoành tráng. Tuy nhiên cô thấy là con không có cần phải dựng cái gì hết trơn, con đứng không đó, con làm cái này cái kia, ba miền của con là quá đủ rồi, đúng không? Và một cái nữa là cô rất là khen con, đó là con rất là bản lĩnh. Mặc dù con ở trên cao hay là khi con được đặt xuống thì con vẫn rất là bình tĩnh, vẫn nói ha, cho hung miếng đi. À, chứ cô đang trang hung con miếng kìa. Thôi, rồi ông ấy đứng đây luôn cũng đứng được đây, đứng đây luôn đi. Đúng rồi, nhận để xét đây rồi. Ừ. Để cho nói trước đây đi. Đúng là trời đất, ông bà cha mẹ của con đã sanh ra con để con nói. Chị nói Hàng, hay chị Hàng nữa chứ phải rồi. Em xin góp ý chị chút xíu. Em xin phép chị, em phải chen chị thôi. Chị chen chị Hương được mà, em phải chen chị. Nếu như mà cái tình huống vừa rồi á, phải nói là trời đất, ông bà, cha mẹ sanh con ra cho con một cái khả năng nói, chứ đâu ra mà trời đất, ông bà, cha mẹ sanh con ra. Chị vậy. Cảm ơn thầy Quốc Đại. Trời ơi, em đã tìm đủ mọi cái sáng nhất, đẹp nhất để tạo dựng cho một cái tiết mục này. Cảm ơn em rất nhiều. Vô! À, các bạn có biết đó là khi mà mình hát một bài hát á, mình sẽ được giống như hồi nãy Việt Hương nói đó, là một bài hòa âm, và mình có thể theo cái bíp nhạc, và cái nhạc lên xuống là do cái người hòa âm nó có hay hay là dở. Hát cải lương cũng vậy, chúng ta có thêm vũ đạo, chúng ta có thêm bài bản, chúng ta có những cái ánh mắt, những cái tay chân điệu bộ. Nhưng riêng cái nghề nói, cái nghề rất là khó. Nói mà không đúng thời sự á, người ta nói chứ cũ. Mà nói đúng thời sự á, người ta nói là đem ra để châm biếm. Cho nên cái nghề nói nó lại không có một cái điểm dựa nào hết. Và lúc nào cũng phải cập nhật thời sự. Và quan trọng nhất, chả có gì hỗ trợ mình ngoài cái là cái gì? Kiến thức và
bằng cách nào trời cho không líu lưỡi và trí nhớ phải tuyệt vời. Với một cái đứa bé 5-6 tuổi thì tôi không thể nào tôi nghĩ là bé được nhớ luôn cả tác giả Thanh Sơn đã viết bài này, tác giả thơ này viết bài kia, và câu cú nào nằm ở chỗ đâu, điểm tựa nào để xuất phát ra một lời hát. Tại vì bé là khả năng của một cái tài, chứ không phải là chấm về ca, chấm về nói, chấm về diễn, mà đây là bao gồm trong một cái tiết mục đầy đủ cái tố chất. Thì còn gì nữa, năm nay đã kiếm được siêu nhí rồi. Dạ quý vị thấy em bé nói về ba miền là ba cái giọng khác nhau nha. Miền Bắc nói giọng Bắc, miền Trung nói giọng miền Trung, miền Nam nói giọng miền Nam luôn. Quá tuyệt vời cho một cô bé 5 tuổi, cho chú Nghĩa Hùng miếng. Rồi, chúc mừng con gái. Chàng trai với thầy Quốc Đại cái ôm cái hung thầy cái luôn nè. Ôi sao mà đâu ra có con bé nó đẹp, nó ngoan, nó dễ thương mà nó tài năng đến như vậy. Đúng là chỉ có trong cái sân chơi thử tài siêu nhí mình mới phát hiện ra cái khả năng đặc biệt của các em bé ở cái độ tuổi như thế này thôi thưa quý vị. Và tiếp theo chúng ta sẽ quay lại với lớp nhạc nhẹ của ca sĩ Chí Thiện. Với biển xanh trong và sóng chào bao ngày, tôi chẳng thể nhớ nữa, cứ thế mãi chưa đến khi nào. Ước gì tôi sẽ ngoan hiền như là bao người, nhưng rồi tôi quay về với sóng vỗ, dù đã phải cố gắng thật nhiều. Con đường dài tôi đi sẽ gặp gành sóng gió, sẽ gặp nhiều bão tố, cho dù bão khốn khó, tôi luôn bước tiếp đi về nơi xa kia là nơi tôi thuộc về. Ở nơi kia là đại dương sóng bao la chào đón tôi. Chẳng ai biết đâu rằng sẽ thế nào. Một ngày kia thì tan gió và tôi sẽ tìm về ước mơ cùng bao khát khao. Chặng đường này dài bao xa, ở đây bao người quay cuồng trong một vui và yên bình, sống cùng nhau thật ấm áp, chẳng có những âu lo một phiền. Chẳng hòa thân tình luôn sẻ chia và chân thành hết lòng, không có những oan trách và sẽ mãi mãi mát nụ cười. Để tự hào trong tôi sẽ làm nên sức sống, để từng ngày trôi qua luôn một tràn thương yêu, nhưng từ trong con tim luôn trào dâng tiếng hát nếu tôi thuộc về. Từng tia nắng, từng lời xa, từng lấp lánh mặt biển xanh, chẳng ai biết đâu biển sông thế nào. Và dường như từng con sóng về mãi gọi mời với tôi, để tôi biết được điều gì tôi trời là nơi tôi thuộc về. Và nơi đó là đại dương sóng bao la chào đón tôi. Chẳng ai biết đâu giờ xa thế nào. Một ngày kia thì tan gió và tôi sẽ tìm về ước mơ, để tôi biết được chặng đường bao xa. Đó là vẻ Minh Anh và Vũ Đoàn Đam Mê. Chặng đường bao xa, How Far I Will Go, một ca khúc trong bộ phim hoạt hình Mona. Chí Thiện ơi, tại sao em lại chọn bài hát này cho bé? Dạ, tại vì thật ra cái bài này nó có một cái câu hát mà em rất là thích. Chặng đường bao xa đâu ai biết được. Thì ở lần trước, ở vòng trước thì thầy đã cứu con, vì thầy muốn thử thách con thêm và muốn con tìm và khám phá bản thân mình nhiều hơn nữa. Vì Minh Anh là một cô bé lúc nào cũng sợ sai và sợ thất bại, cho nên Thiện muốn dạy cho bé rằng là hãy cố gắng, hãy tập trung, hãy tập luyện thật nhiều và lên sân khấu cứ hết mình đi. Lúc đó cứ sai thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc cả. Và đừng bao giờ để nỗi sợ chiếm lấy con. Đừng sợ sai, đừng sợ thất bại, con sẽ thành công. Cảm ơn chị Thiện. Đó là một cái thông điệp mà có lẽ là rất là cần thiết dành cho các bé ở độ tuổi như thế này. Mời ý kiến của cô Đoan Trang.
Phần biểu diễn của con vừa rồi cho thấy con là một bạn nhỏ rất là bản lĩnh. Bài này không phải là bài dễ hát đâu. Và để mà nghe kỹ tinh tế thì đây là một bài hát hay ha. Và con hát rất là bản lĩnh nè, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là giọng của con cũng rất là nội lực. Và cái khoảng ở trên cao, nốt cao rất là đẹp. Nhưng mà chỉ có một vài cái nốt, cái chỗ mà chuẩn bị chuyển qua lên tông là con bị hơi lạc chút xíu thôi. Cô mong là mình còn nhỏ, mình đừng có để quá nhiều thứ nó chi phối vào cái công việc của mình làm. Hãy vui vẻ lên, vô tư và tập trung vào những gì thầy cô hướng dẫn cho mình, để cho mình có những cái tiết mục biểu diễn thật là hay, thật là thành công. Bài này là một cái bài trong phim hoạt hình. Mà phim hoạt hình nó hơi nằm nghiêng qua cái phần nhạc kịch. Tại vì có các cái con thú nó sẽ diễn cho cái bài hát. Và bài này á, từ một nhạc nước ngoài chúng ta dịch lại lời Việt. Các cái nốt trầm của con hát rất là vang, nhưng mà điều quan trọng là làm cho nó tù cái giọng con xuống. Có nhiều khi dùng những cái từ tiếng Anh thì hát nó sẽ rất là hay ở cái nốt trầm, nhưng mà tiếng Việt á, bỏ vô nó rất là khó hát. Tại vì tiếng Việt mình có dấu, còn tiếng nước ngoài thì không có dấu. Thầy Thiện chọn một bài nè rất là khó mà đã hát được như vậy là nó rất là hay rồi. Dạ cảm ơn cô Việt Hương rất là nhiều. Con ơi, đúng là cái bài này nó khó với con, như là cô Việt Hương và cô Đăng Trang có nói. Nhưng mà trong cái khó đó thì mình mới thấy ai là thực sự tài năng. Cho nên cứ hãy tự tin con nha. Cảm ơn con gái nha. Còn bây giờ quay lại với lớp nhảy múa của cô giáo Huỳnh Mến. Chắc chắn là một tiết mục sôi động đến từ bé Bảo Châu. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Và vũ đoàn Lady Pop. Chúng ta thấy trong cái bài nhảy vừa rồi có rất nhiều những cái động tác bưng bê nguy hiểm, đòi hỏi phải có cái độ siết giữ trụ thăng bằng tốt, mà nhịp nhạc thì rất là nhanh. Và bé ngoài cái điều đó ra còn phải giữ được cái thần thái của một cây sa, lúc nào cũng kiêu kỳ và sang trọng. Trời ơi, con quá tiến bộ. Cái thần sắc của con nó làm cho mọi người đều xem đi rồi. Rồi cái màn hình nhỏ mọi người khán giả ở nhà xem đi rồi mà thấy cái chị Hằng ơi, em có cảm nhận á, là bé có một cái thần sắc nó rất là sắc lạnh. Giống như cái gương mặt của chị khi chị diễn những cái vai đào tướng á. Cô Mến rất là khéo. Là tại vì con biết làm sao không Châu? Cái chân trụ của cái người nghệ sĩ múa rất là quan trọng. Mà đối với con á, là cặp chân nó chưa có dẫn. Thật ra hồi nãy là cô Huỳnh Mến nó cho 6 cái anh chàng kia
bao hết. Lúc mà làm cái sóng mà mấy ông cặp nhau để đẩy con lên, đưa con lên, con có làm gì đâu. Thật là sung sướng thôi. Đảo trên không vài bước, đẩy qua, chiêu trò khủng khiếp. Cô Việt Hương thấy là cô mến quá giỏi ha, đã giống như có một cái bàn tay phù thủy đó phù phép cho con. Nhưng mà cô vẫn, cái mặc định của cô là chân của con chưa chắc ha, lão đảo lắm, cho nên cô rất là lo. Và bây giờ cô sẽ nhìn thẳng cho cô Bình Mến, cô nói cho cô Bình Mến biết là cô á, bớt chiêu trò lại đi, tôi biết hết á. Cô thấy tuần này là con tiến bộ, bởi vì cô tin là con cũng như là các cô chú nhìn thấy được cái điểm yếu của con Bảo Châu. Nhưng cái hay ở cái chỗ là cô Mến đã biết giấu những cái điểm yếu của con vô và đẩy những cái điểm mạnh của con lên, cũng như làm sao để mà giúp được cho con khai trừ bớt những cái mà mình chưa tốt để có bài biểu diễn của ngày hôm nay ha. Rồi thêm một cái nữa là vậy mới thấy là ý tưởng là một điều vô cùng quan trọng đối với huấn luyện viên, đối với những cô thầy giáo chủ nhiệm ở đây. Cái ý tưởng này rất là đặc biệt, nó làm cho con có một cái hình ảnh nó rất là khác biệt so với những cái bài biểu diễn khác, làm cho người ta sẽ nhớ tới Bảo Châu. Và con biết không, bài này con không cần phải diễn, con chỉ chu cái mỏ như vậy thôi là con đã là một cô ghê xa rất là quyền lực rồi. Cho nên cái đó cũng là một cái mà cô Mến rất là thông minh tính cho con, tạo cho con một cái hình tượng như thế này. Cảm ơn cô Đăng Trang, chúc mừng con gái nha, tiết mục rất thành công. Thưa quý vị, đêm nay rất khó khăn cho ban giám khảo, bởi vì các bé đã quá xuất sắc trong từng tiết mục của mình. Giám khảo đã phải làm việc rất là căng thẳng với nhau để có thể lựa chọn ra hai gương mặt xuất sắc nhất trong mỗi lớp. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả. Đầu tiên là phần công bố dành cho lớp nhạc nhẹ của ca sĩ Chí Thiện. Xin mời bốn học trò của lớp nhạc nhẹ. Chung với tụi con. Lớp nhạc nhẹ xin mời giám khảo Đoàn Trang công bố. Đầu tiên là cô chúc mừng bốn đứa con ngày hôm nay có bốn tiết mục rất là thành công so với những cái nỗ lực của tụi con, như vậy là rất là tốt rồi. Và tất cả tụi con là niềm tự hào của thầy Chí Thiện cũng như của ba mẹ và tất cả khán giả nha, chúc mừng tụi con. Và bây giờ cô xin được đọc tên hai bạn mà ban giám khảo sẽ chọn nha. Bạn đầu tiên sẽ được lọt vào vòng trong, đó là bạn đẹp trai nhất nhà hôm nay, Văn Minh. Ok. Và bạn thứ hai sẽ được tiếp tục đi cùng với thầy Chí Thiện cho vòng kế tiếp, đó là bạn có tên Ngọc Giàu. Chúc mừng con. Như vậy là Văn Minh với Ngọc Giàu là hai thí sinh đã được các vị giám khảo lựa chọn. Bây giờ thì thầy giáo Chí Thiện sẽ chọn thêm một bạn nữa để đi cùng với mình. Khi mà đến với vòng này á, thì Thiện cảm thấy là mình không biết là mình có nhạy cảm quá không, nhưng mà tại vì mình cứ buồn thôi. Tại vì không biết là bé nào sẽ bị loại, và tại vì mình đã dành tình cảm quá nhiều cho các bé. Và có những lúc mà mình cảm thấy mình rất là khó khăn, cho nên ở vòng này Thiện quyết định rằng là sẽ chọn bài hát như ngày hôm nay, một bài học dành cho tất cả từng người một. Vân Anh, Minh Anh, thầy quyết định Vân Anh sẽ đi tiếp cùng thầy. Chúc mừng các bạn nhỏ đã được đi tiếp cùng với chương trình trong lớp nhạc nhẹ của thầy Chí Thiện. Và chúng ta sẽ chia tay bạn nhỏ Minh Anh tại đây nha. Cảm ơn Chí Thiện rất là nhiều. Chí Thiện hãy đưa các học trò của mình vào trong nha. Lớp nhạc nhẹ của thầy giáo Chí Thiện có ba cái tên được lọt vào vòng sau, đó là Văn Minh, Ngọc Giàu và Vân Anh. Rất tiếc khi phải nói lời chia tay với Minh Anh. Xin tạm biệt và hẹn gặp bé ở những mùa thi sau. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả dành cho lớp dân ca cải lương của cô Bình Tinh. Các học trò của cô Bình Tinh đâu rồi? Bốn học trò bốn màu sắc của lớp dân ca cải lương. Vậy thì không biết hai học trò nào sẽ
sẽ được ban giám khảo lựa chọn. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Khi mà đã vào trong này rồi thì các con đã được cái sự huấn luyện của cô, của các con đã dạy dỗ cho con. Thì cái kinh nghiệm đó, ví dụ con ở lại cũng phải học hỏi nhiều thêm. Và khi con ra về, các con thì cũng phải học, thì cái niềm đam mê của các con tiếp tục cái ngành nghề này là mình học tới bây giờ tuổi của cô vẫn còn học. Cho nên các con không có cái gì mà phải là bận tâm mà phải buồn hết trơn nha. Bây giờ cô xin chúc mừng cho Trọng Nhân. Chúc mừng Trọng Nhân. Và thí sinh thứ hai, cô xin chúc mừng cho Kim Anh. Kim Anh. Đó là hai sự lựa chọn của các cô trong ban giám khảo. Và bây giờ phần khó khăn thuộc về cô Bình Tinh đây, sẽ phải chọn một trong hai cô học trò nhỏ của mình. Lại thêm một cái khó khăn nữa là tại vì cô với tụi con lại có thêm một khoảng thời gian gần gũi nhau nè, làm việc với nhau và chơi với nhau nữa. Nhưng mà bắt đầu từ lúc thi rồi đến suốt thời gian, lúc nào bên cô cũng nói bên cạnh các con đúng không? Thi là phải có thắng có thua. Và cái điều quan trọng là dù các con, cô thương các con như thế nào đi nữa thì các con cũng phải tự nỗ lực bản thân mình để cho tất cả các cô chú nhìn thấy được tài năng của mình. Nhưng mà mỗi một đứa cô chỉ cho một cơ hội mà thôi. Thì lần trước cô đã cho Giàng một cơ hội rồi đúng không con? Và lần này cô muốn có sự công bằng, người quyết định đi tiếp với cô sẽ là bạn Tuyết Nhi. Như vậy là Tuyết Nhi, Kim Anh và Trọng Nhân sẽ là ba học trò của lớp dân ca cải lương đi tiếp cùng với chương trình. Chúng ta sẽ chia tay cô bé dễ thương, cô bé đáng yêu Kim Vàng tại đây nhé. Cảm ơn cô giáo Bình Tinh. Cô giáo Bình Tinh sẽ cùng các thí sinh Trọng Nhân, Kim Anh và Tuyết Nhi bước vào phòng thi tiếp theo. Và xin chia buồn với thí sinh Kim Vàng, hy vọng bé đã có nhiều kỷ niệm đẹp và học hỏi được nhiều điều khi đến với chương trình. Tiếp theo, phần công bố kết quả dành cho lớp nhảy múa của cô giáo Huỳnh Mến. Các vũ công nhí tài năng của lớp nhảy múa. Có lẽ đây là cái sự lựa chọn khó khăn nhất đây. Bởi vì quý vị cũng đã theo dõi 4 tiết mục của lớp nhảy múa, thì tiết mục nào cũng hay, cũng được đầu tư công phu, và các bé đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể tập luyện và trình diễn cho chúng ta xem những tiết mục ấy. Xin mời cô Việt Hương. 4 tiết mục chị đều hào hứng và chị đều thích hết. Cảm ơn em vì những tiết mục em dựng rất là tốt. Nhưng thay mặt cho chị Hằng với lại Đoan Trang thì cũng chọn được hai em thôi. Chúc mừng Thảo Vi. Thảo Vi, cô bé Ấn Độ rất là xinh xắn và tài năng. Và chúc mừng Mai Anh. Mai Anh Maleficent, nguồn lực bí ẩn cực kỳ ấn tượng. Bây giờ còn hai bạn nhỏ xíu xìu xiu của lớp cô Quỳnh Mến. Cô Quỳnh Mến sẽ phải chọn bạn nào đây? Thực sự thì Huỳnh Mến cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà những gì mà mình bỏ tâm huyết vào được các con đón nhận và các con làm hết sức hết mình. Ở dưới thì các con cũng đã nói là hôm nay con đã làm hết sức hết mình, nỗ lực rồi, không có gì để hối tiếc hết. Thì cái đó là cái mà em cảm thấy rất là hạnh phúc. Vì đây cũng chỉ là một sân chơi thôi, không sao hết. Cô Mến vẫn ở đó, vẫn có thể dạy nhảy múa cho tất cả các con. Hôm nay chỉ có một sự lựa chọn thôi. Cô Mến sẽ chọn bé Đông Nghi. Cô bé Đông Nghi, cô bé nhỏ nhất của chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cô Mến. Như vậy là chúng ta sẽ chia tay cô bé Bảo Châu tại đây. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho bé Bảo Châu. Cảm ơn cô giáo Huỳnh Mến nha. Rồi, bây giờ cô Mến đưa học trò của mình vào nào. Các thành viên lớp nhảy múa của cô giáo Huỳnh Mến đều rất tài năng, nhưng chỉ có ba cái tên được lọt vào vòng sau, đó là các bé Thảo Vi, Mai Anh và Đông Nghi. Dù đã rất cố gắng, nhưng bé Bảo Châu đã không may mắn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại bé ở những mùa thi sau. Và lớp cuối cùng, cái lớp mà dễ thương nhất, đáng yêu nhất, tài năng nhí, tài năng đặc biệt từ 4 cho đến 6 tuổi của thầy giáo Quốc Đại. Xin mời các bé dễ thương của chúng ta, bé Quốc Dương nè, bé Vĩ Dạ, bé Thanh Tuyền và bé Huyền Trang. Bây giờ cô Hương đọc tên nha. Chắc là phải giữ lại cô bé nói nhiều hơn cô Việt Hương rồi. Bé Vĩ Dạ.
Và bé Quốc Dương. Dạ dạ. Và bé Quốc Dương là hai thí sinh đầu tiên được ban giám khảo lựa chọn. Còn giờ Thanh Tiền đáng yêu của chúng ta, cô bé rừng xanh cùng với cô tiên xanh Huyền Trang, thầy Quốc Đại sẽ chọn bé nào? Bữa giờ là chúng ta là ở trong nhà đấu với nhau, nên thầy luôn đưa ra những cái thử thách cho từng con. Và mỗi thử thách là các con cũng đều cố gắng rất là nhiều. Bây giờ là hả? Con khóc luôn rồi. Con muốn khóc rồi. Bà lanh quá. Sao con muốn khóc trời vậy? Trời ơi, con muốn khóc luôn. Con muốn khóc luôn. Trời ơi, bà lanh quá vậy. Con muốn khóc. Con nói cho mọi người biết ý muốn của mình đi. Con muốn cô Việt Hương chọn con. Trời ơi. Nhưng giờ cô Việt Hương lỡ chọn bạn Vĩ Dạ với bạn Quốc Dương rồi, giờ làm sao? Con bí mật hả? Nhưng mà giờ nếu con không nói ra làm sao mấy cô mấy chú biết được? Vậy chọn cho con chọn đại luôn đi. Trời ơi. Chắc vô thầy. Bỏ tay. Còn con sao này Huyền Trang? Con có gì muốn nói với lại mấy cô chú không? Dạ con cũng gần sắp khóc rồi. Duyên quá à. Mẹ thương quá à. Trời ơi, giờ về sao con ơi? Cứu hết hả? Giờ thầy muốn khóc luôn rồi. Nãy giờ mình thấy mấy cái lớp kia đó ai cũng khóc hết trơn trọi. Bây giờ mình nhỏ nhất nè, mình phải giỏi hơn mấy anh mấy chị đó luôn. Mình không khóc, cho dù mình có phải đi về đi chăng nữa, mình vẫn vui, mình vẫn cổ vũ cho những người bạn còn lại của mình nha. Thôi đừng có khóc nha Huyền Trang. Với lại Thanh Tuyền không có khóc nè. Thôi giờ để hỏi thăm thêm hai bạn nhỏ này đi trước khi thầy Quốc Đại quyết định. Giờ Quốc Dương nè, nếu như mà bây giờ con muốn á, thì con muốn là bạn nào sẽ đi tiếp vào trong cùng với mình? Bạn Thanh Tuyền hay bạn Huyền Trang? Dạ bạn Huyền Trang. Tại sao vậy? Tại vì bạn Huyền Trang học trong công ty của con. Trời ơi. Vậy người cùng công ty. Giám đốc công ty đang rất vui. Hỏi Vĩ Dạ. Con thấy hai bạn còn lại, bạn Thanh Tuyền và bạn Huyền Trang, thì bạn nào xứng đáng để đi tiếp cùng với chương trình? Con chọn bạn Thanh Tuyền. Tại sao vậy? Tại vì bạn Thanh Tuyền mới lần đầu tiên thi cùng con. Bạn Thanh Tuyền sao? Mới lần đầu tiên thi cùng con. Lần đầu tiên thi cùng con hả? À, con có chơi thân cho bạn Thanh Tuyền không? Có. Đó. Vĩ Dạ. Trời ơi, sao tự nhiên là hai đứa lại chọn hai bạn bên này cũng khác nhau. Dạ. Lại khó thêm cho Quốc Đại nữa. Quyết định lẹ đi cưng. Hai con làm cho thầy Quốc Đại càng thêm phần khó xử. Tuyền nè. Con còn rất là nhỏ nha. Thầy rất là thương con. Cũng như thầy thương bạn Dương, bạn Vĩ Dạ và bạn Trang vậy. Thầy xin lỗi con. Thầy sẽ vẫn luôn bên cạnh con. Con cần gì là luôn có thầy. Nhưng người đi đường dài với thầy. Thầy con chúc mừng cho bạn Trang nha. Và như vậy thầy Quốc Đại sẽ lựa chọn bạn Huyền Trang. Huyền Trang đi tiếp cùng với chương trình. Lớp tài năng nhí và tài năng đặc biệt của thầy Quốc Đại có 3 thành viên vượt qua vòng thi này là các bé Vĩ Dạ, Quốc Dương và Huyền Trang. Dù rất dễ thương nhưng rất tiếc phải ghi tay với bé Thanh Tuyền tại đây. Hy vọng bé sẽ tiến bộ hơn nữa để quay lại chương trình vào năm sau. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua vòng thi tài năng tỏa sáng, rất nhiều cảm xúc thưa quý vị. Và chúng ta dĩ nhiên sẽ còn tiếp tục chứng kiến phần thi của các con ở những vòng sau nữa. Và chắc chắn những vòng thi càng về sau sẽ lại càng lôi cuốn hơn, càng hấp dẫn hơn. Vì thế quý vị khán giả đừng bỏ sót một tập nào của chương trình Thử Tài Siêu Nhí quý vị nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.